Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã phối hợp với Công ty Cổ phần S-Power và Công ty Cổ phần Tập đoàn IBC Group đã tổ chức lễ động thổ công trình trạm biến áp 110 kV Thanh Tân và nhánh rẽ đấu nối tại ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Kè Bắc. Công trình trạm biến áp 110 kV Thanh Tân và nhánh rẽ đấu nối vào đường dây 110 kV Bến Tre, Mỏ Cày là một trong 6 công trình trọng điểm do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam làm chủ đầu tư đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh trong năm 2023. Công trình có quy mô 2 máy biến áp 40 MVA. Giai đoạn đầu sẽ lắp đặt một máy biến áp 40 MVA, phần đường dây đấu nối hai mạch dài 250 m với tổng mức đầu tư 70,24 tỷ đồng. Theo dự báo tình hình phát triển của huyện Mỏ Kè Bắc đến cuối năm 2023, tổng nhu cầu phụ tải là khoảng 26W với mức tăng trưởng tải hàng năm 10,65%. Dự báo phụ tải của huyện đến năm 2025 lên 30,3 MW và trong thời gian tới, cụm công nghiệp Tân Thành Bình được quy hoạch với diện tích 75 ha, tương đương phụ tải khoảng 12 MW và quy hoạch cụm công nghiệp Hòa Lộc với diện tích 70 ha, tương đương 10 MW. Đồng thời, các khu hành chánh của huyện đã hình thành và tiến tới xây dựng đô thị Phước Mỹ Trung, từ đó đòi hỏi nhu cầu phụ tải rất cao. Theo đó, công trình trạm biến áp 110 kV Thanh Tân và đường dây đấu nối được đưa vào vận hành sẽ cung cấp điện ổn định cho cụm công nghiệp Tân Thành Bình và phụ tải lân cận thuộc huyện Mỏ Kè Bắc, đáp ứng kịp thời nhu cầu phụ tải ngày càng cao, góp phần tăng cường liên kết lưới điện, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ ổn định và tin cậy trong việc cung cấp điện liên tục. Bên cạnh đó, công trình còn góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho huyện Mỏ Kè Bắc nói riêng và tỉnh Bến Tre nói chung.